Đây trước. Chương 62. Nghịch chuyển sinh tử trận. Vẻ mặt đồ thế bình tĩnh bảo Diệp Tố đi xuống. Diệp Tố điều khiển kiếm hạ xuống đất, nhíu mày nhìn Trình Hoài An và Liên Liên đã được đồ thế phong bế tâm mạch linh phủ. Lúc vẽ phù họa lên những tấm bia đá trước đó tuy rằng có chút cố sức nhưng chưa từng khiến bọn họ chịu thương nặng như vậy. Đây là trận trung trận, kết hợp giữa phù trận và pháp trận, có hai mắt trận một ở phía tây, một ở trung tâm. Đồ Thế tay cầm pháp trượng, bình tĩnh nói, các bia đá ở phía tây trước đó đã đứt gãy 8, 9 phần, sát khí của trận toàn bộ đã tụ về đây, đại hung. Đồ Tiền Bối, vậy chúng ta phải giải quyết như thế nào? Từ Trình Ngọc hỏi. Trận này đã chết, trừ phi có độ kiếp đại năng ở đây bổ khuyết những phù văn này, nếu không người bình thường động vào thì chỉ có một con đường chết. Đồ Thế nhìn về phía Diệp Tố nói, Cách giải quyết duy nhất đó là sau khi ta loại bỏ sát khí ở pháp trận phía tây, ngươi cùng hai người bọn họ nhanh chóng tu bổ phù văn trên những tấm bia ở phía tây và cả tấm bia ở trung tâm kia để mở ra hai mắt trận, nghịch truyền sinh tử trận, lúc đó mới có thể rời khỏi đây. Từ Trình Ngọc nghe vậy thở dài một hơi nhẹ nhõm, vẫn còn có biện pháp để ra ngoài. Đồ Thế không lập tức bắt đầu loại trừ sát khí ở pháp trận phía tây mà trước chờ Trình Hoài An cùng liên liên chữa thương nhìn bọn họ ăn xong đan dược lúc này mới hỏi Diệp Tố người có chỉ thủ không có Diệp Tố từ túi càn khôn lấy ra một thanh chỉ thủ đưa cho ông có gương không cũng có đồ thế cũng không kinh ngạc chút nào nếu nói về đồ vật thì không ai có nhiều bằng luyện khí sư các ngươi ông ngồi xếp bằng xuống đất đặt gương lên đùi sau đó một tay nắm lấy tóc một tay dùng chùy thủ cắt đi từng nhúm tóc một. Lặp đi lặp lại như thế, đồ thế xử lý hết mái tóc hoa dâm rối xù với tròm râu dài thượt của mình, lộ ra một gương mặt thanh niên anh Tuấn. Ngay cả trước giờ chỉ lo ngủ gà ngủ gật như du phục thời cùng quay đầu qua nhìn ông thì mấy người diệp tố càng không thể không nhìn chằm chằm. Đồ thế đứng lên, trả lại chùy thủ và gương cho diệp tố. Đây là... Diệp Tố mở ra túi đồ mà ông đưa qua, trong túi ngoài trùy thủ và gương còn có một chồng bút ký được đính lại thành quyển ngay ngắn. Nàng ngước mắt nhìn đồ thế, hỏi. Đồ thế rất kiêu ngạo nói, đây là những pháp trận mà ta đã nghiên cứu ra được trong hơn 200 năm bị kẹt ở đây. Chúng có thể đối kháng với pháp trận của vạn Phật Tông đấy. Pháp trận ở mấy tờ cuối cùng chính là được tạo từ linh cảm đến pháp trận ở rừng bia đá này. Ông dừng một chút, lại nói, ân tình của sư tổ ngươi ta còn chưa kịp báo, này bút ký này đưa cho ngươi cũng xem như là trả nợ ân tình năm ấy." Diệp Tố nghe vậy cũng không cao hứng, nàng nhíu mày nói, "Đồ tiền bối, bút ký này ngài nên tự mình đưa cho sư phụ của ta." "Sư phụ ngươi là đệ tử của sư tổ ngươi, ngươi lại là đệ tử của sư phụ ngươi." "Đồ thế không để bụng nói, đều là đệ tử, giao cho ai có gì khác nhau đâu?" tiền bối định dùng cách gì để loại trừ sát khí? Diệp Tố đột nhiên hỏi. Đồ thế, tất nhiên là dùng phương pháp của ta, một luyện khí sư như ngươi cũng muốn hiểu pháp trận à? Diệp Tố đổi một cách hỏi khác, nghịch chuyển sinh tử trận thì đại giới phải trả là gì? Một lúc lâu sau, lấy bản thân hấp dẫn sát khí, độ người khác sống. Đồ thế nhìn thoáng qua Diệp Tố, đây là đại giới của nghịch chuyển sinh tử trận. Có nghĩa là sao? Mã Tổng Thu đứng bên cạnh vẫn chưa hiểu rõ, độ người khác sống, vậy đồ tiền bối thì sao? Đồ tiền bối muốn lấy chính bản thân ngài độ chúng ta. Diệp Tổ đứng đối diện đồ thế, bình tĩnh nói, 200 năm, ngài ở chỗ này ngây người 200 năm, chẳng lẽ không muốn ra ngoài nhìn tu chân giới đã đổi thay như thế nào sao? Chúng ta nghĩ cách khác, nhất định tất cả mọi người sẽ có thể đi ra ngoài. Thiên chân Đồ thế nắm pháp trưởng, ngửa đầu cười to, chưa một ai từng nghe qua bia đá phù pháp song trận, sát ý của nó đã vượt ngưỡng khống chế, nếu người không thể tu bổ được phù văn thì tất cả chúng ta cũng sẽ chỉ biết ngồi chờ linh khí khô cạn, hoàn toàn biến mất. Nơi này là giới, một không gian ở giữa hư và thật, nó không giống trường hợp khô cạn linh khí của thiên cơ môn, nơi này nếu không có linh khí thì tất cả mọi thứ bên trong giới cùng chính nó sẽ cùng nhau hôi phi diệt yến ta vốn nghĩ rằng mệnh mình đã tuyệt, may mà trước khi chết còn có thể gặp được đám hậu bối các ngươi, cũng coi như không còn gì hối tiếc. Đồ thế nắm chặt pháp trưởng, gần từng chữ nói, vạn Phật độ người, tức vì độ mình. Khi ba người diệp tố bổ khuyết phù văn, đồ thế cũng chuyên tâm nghiên cứu pháp trận của rừng bia đá. Từ ban đầu nghiên cứu say mê nảy sinh ra linh cảm sáng tạo ra vài loại pháp trận khác, đến sau khi phát hiện ra đây là tử trận, ông không phải chưa từng dẫy rụa qua. 200 năm, suốt 200 năm, đồ thế cố gắng một lần nữa tu luyện, ôm hy vọng có ngày có thể đi ra ngoài. Ngày này rốt cuộc đã ở trước mắt nhưng hy vọng đột nhiên lại bị cắt đứt. Nhiều lần do dự dẫy rụa, cuối cùng đồ thế đã ra quyết định. Trước mắt chỉ có con đường duy nhất này là có thể đi, nếu còn không chịu đi thì cũng chỉ có một kết cục là biến mất cùng cái giới rách nát này đợi đến năm sau khi vạn phật tông tuyển ra phật tử các ngươi có thể đổ cho ta ly rượu đồ thế thản nhiên cười ta còn chưa bao giờ thử qua rượu tuy rằng chết rồi nhưng ta vẫn muốn nếm thử một lần mọi người trầm mặc hồi lâu không người lên tiếng lữ cửu do dự một hồi hỏi ông tiền bối đã hợp thể kỳ đã có nguyên anh không phải vẫn có một đường sinh cơ sao tu sĩ sau khi kết anh tương đương có thêm sinh mệnh thứ hai chỉ cần Nguyên Anh không bị tổn hại thì tương lai vẫn sẽ có cơ hội một lần nữa đầu thế hồi sinh. Nếu là đại năng còn có thể bảo tồn ký ức. Nhưng hấp dẫn sát khí, tựa như luyện ngục, vô tận đau đớn, Nguyên Anh cũng không thể thoát khỏi. Đúng vậy, vẫn còn một đường sinh cơ cho nên ta chính là người thích hợp nhất. Đồ thế không nói ra suy nghĩ trong lòng, ngược lại thuận theo lời của Lữ Cửu, chỉ vào Từ Trình Ngọc cùng Trình Hoài An huống chi hai tiểu tử này ngay cả pháp trận tròn méo ra sao cũng không biết, càng đừng nói tới biết làm sao để độ người khác sống. Đồ thế vốn dĩ định cứ thế tiến vào sát trận, chờ đến lúc sau khi không còn thay đổi được nữa mới báo cho bọn nhóc này biết, không nghĩ tới Diệp Tố lại nhạy bén như vậy. Tiền bối, nếu ngài không trở lại được, ta sẽ học quyền bút ký pháp trận này rồi sau đó sẽ chuyên môn đi chèn ép vạn Phật Tông các người. Diệp Tố bỗng nhiên nói đồ thế con nhóc này đang nói cái gì vậy ta giao cho ngươi chẳng qua là muốn sau khi ngươi đem nó ra ngoài sẽ có người học pháp trận của ta nếu đã nói trắng ra đồ thế cũng không thèm che giấu gì nữa ông nhìn diệp tố lắc đầu ngươi tưởng pháp trận giống như phù chú tùy tiện học đại một chút là có thể biết hay sao trình hoài an và liên liên mới dần tỉnh lại nghe thấy vậy thời gian không còn nhiều nữa ta có thể cảm nhận được giới bắt đầu không xong rồi, nếu hai người các ngươi đã tỉnh thì tiếp tục thôi. Đồ thế xúc địa thành thốn, đứng trước mấy tấm bia đá ở phía tây, diệp tố, nhớ kỹ ngay khi mắt trận mở ra phải lập tức nghịch chuyển sinh tử trận. Một tay của ông vẽ pháp trận vào khoảng không, một tay nắm chặt pháp trượng, miệng niệm chú, vạn biến không rời, Phật sinh pháp vô, sinh tử nghịch chuyển. Sau khi chữ cuối cùng được đọc xong, ông lập tức nâng pháp trượng lên, gõ xuống đất một cái thật mạnh. Những tấm bia đá phía tây dâng lên sát khí vô biên, bao quanh đồ thế, phảng phất muốn xé rách ông ra trăm mảnh. Đồ thế không ngừng niệm chú, tay vẽ pháp trận hết lần này đến lần khác, tất cả sát khí liền chỉ đổ ập về phía ông. "Đi." Diệp Tố mặt vô biểu tình nói với Liên Liên cùng Trình Hoài An. Diệp Tố phụ trách tấm bia đá cao nhất ở trung tâm, còn Trình Hoài An và Liên Liên vẫn như cũ chạy đến tu bổ mấy tấm bia đá ở phía tây. Lúc này hai người quả thật đã không còn bị sát khí phản phệ nữa, Liên Liên nhìn Hòa thượng ngồi dưới mặt đất vẫn không nhúc nhích, tùy ý để sát khí cuồn cuộn rót vào thân thể của mình, tay nàng run đến lợi hại. Số lần nàng ngộ đạo tuy nhiều nhưng kỳ thật nàng cũng không vẽ được nhiều lắm, tính tổng lại hẳn là chỉ mới hoàn thành được một nửa tấm bia đá. Vẫn luôn là nhờ Trình Hoài An ở bên cạnh hỗ trợ Phật sinh Pháp Vô Đến lúc sau thì thân thể đồ thế đã bắt đầu phình to Ông không họa Pháp trận nữa mà chỉ chắp tay trước ngực Đứt quãng niệm chú Liên liên thu hồi tầm mắt Tay trái dùng sức nắm lấy tay phải của chính mình Hít một hơi thật sâu Bắt đầu vẽ phù văn Một bút, hai bút Tự hồ cũng không khó hạ bút đến thế Ít nhất nàng không phải như đồ tiền bối ở dưới đó phải chịu thống khổ đến vậy. Một, hai, chỉ còn hai tấm bia đá nữa. Chu Vân hô lên. Bão cát đen tới. Lữ cửu nhìn nơi xa, lập tức thông báo cho mọi người, thời gian không còn nhiều. Bão cát này thế nhưng còn khổng lồ hơn lần trước mấy lần. Nếu lần này không ra được thì chỉ sợ sẽ phải vĩnh viễn lưu lại thi cốt ở đây. chương 63 Lấy thân nuôi trận bầu trời trên hoang thổ dần dần tối lại bão cát đen thổi quét ập đến ẩn ẩn có khí thế che trời lấp đất phảng phất như nó biết có người muốn chạy trốn ra ngoài nên muốn phá hủy hết thảy mọi thứ hơi thở mang điểm xấu như lan tràn khắp giới mọi người đều biết rõ nếu lần này không thể ra được thì sẽ không còn cơ hội nào nữa trình hoài an đẩy nhanh tốc độ đề bút hắn hoàn thành được cực kỳ nhanh diệp tố cũng không chậm nhưng phù văn trên khối bia ở trung tâm quá mức phức tạp, lại cực kỳ hao tâm tổn sức nên lúc này nàng vẫn chưa vẽ xong. Còn Liên Liên bên này khi vẽ được một nửa phù văn thì tay cầm bút của nàng đã phát run lẩy bẩy, không cách nào có thể tiếp tục vẽ được. Đau, loại đau đớn từ trong xương phát ra khiến tay nàng run lên dữ dội, Liên Liên theo bản năng chỉ muốn trốn tránh. Cô làm sao vậy? Chu Vân phụ trách ngự kiếm mang nàng lên chỗ cao của tấm bia thấy liên liên thật lâu không động bút, không khỏi hỏi. Không có việc gì, tay trái của liên liên dùng sức chế trụ tay phải, cưỡng chế bản thân tiếp tục vẽ tiếp. Vết thương của nàng đã lành từ lâu, không nên cảm giác thấy đau đớn nữa. Sắc mặt liên liên tái nhợt, nàng cắn chặt răng, tay trái dùng sức nắm lấy tay phải tiếp tục vẽ. Chờ đến khi liên liên phong phù ở nét bút cuối cùng, cả người nàng đã ướt đẫm, bị gió cát thổi qua liền thấy rét lạnh tận xương. Tuy vậy nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một cổ nhiệt ý, nàng đã vẽ được rồi. Không còn ngay cả một phù chú cũng họa không xong, nàng có thể làm được rồi. Sau khi phù văn của mấy tấm bia đá ở phía tây được bổ sung xong, rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở lưu động trong giới có phát sinh biến hóa, cảm giác hoang vu khiến người không khỏe chậm rãi biến mất, thậm chí có linh khí từ từ chảy trở về nhưng bão cát đen lại ngày một nghiêm trọng mọi người tập trung lại đây từ trình ngọc hô lên với liên liên cùng chu vân bảo bọn họ nhanh chóng chạy đến chỗ tấm bia đá ở trung tâm hắn ngự kiếm bay lên không trung sau đó triệu hồi kiếm bổ xuống bão cát đen đang đến gần kiếm ý xe lạnh nghiêm nghị thẳng tắt chém xuống luồng bão cát to dài như một con rắn khổng lồ đồ tiền bối Chu Vân quay đầu nhìn thân thể đã bành trướng đến mức tận cùng của đồ thế đã bị bão cát đen bao vậy, nước mắt không kìm được rơi xuống. Mọi người vây quanh trước tấm bia đá ở trung tâm, thay Diệp Tố chắn đi tập kích của bão cát đen, nhưng tấm bia đá lại bắt đầu lung lay do gió to táp giật, vô cùng có khả năng sập xuống lần thứ hai. Mọi người đều không chú ý tới, trên người Diệp Tố đang đứng trước bia đá bổ khuyết phù văn cũng đang chịu sát khí tấn công, Tuy nhiên do tốc độ của nàng chưa từng chậm lại nên không ai nhận ra. Diệp Tố hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hoa văn trên bia đá, tay không ngừng vẽ phù chú, chỉ dành ra một chút linh khí để bảo vệ thức hải trong linh phủ. Phù thành. Ngay khoảnh khắc Diệp Tố bổ khuyết xong phù văn trên tấm bia đá, toàn bộ giới phẳng phất như ngưng động lại, tất cả bia đá chợt lóe lên kim quang, phù trận khởi động, bão cát đen thế nhưng chậm rãi bắt đầu rút đi. Chỉ có điều nơi này vẫn là tử cục, không ai có thể đi ra ngoài. Đồ tiền bối, mã tòng thu mắt sắc, sau khi bão cát đen tan đi thì nhìn thấy được đồ thế nửa quỳ trước bia đá ở phía tây. Hoặc là nói hai chân của đồ thế đã không còn, thậm chí cả pháp trưởng cũng ngã xuống đất vì hai tay của ông đã bị sát khí nổ đứt. Sinh tử nghịch chuyển, trận pháp từ ta. Đồ thế nhìn chằm chằm diệp tố đứng trước tấm bia đá ở trung tâm niệm câu pháp chú này. Mặt của ông đã nứt nẻ, lộ ra ánh sáng trắng nhạt của sự hôi bại, phảng phất dây tiếp theo thứ nổ tung sẽ chính là đầu của ông. Cùng lúc đó, Diệp Tố cũng niệm câu pháp chú này, sinh tử nghịch chuyển, trận pháp từ ta. Từ vị trí của hai người bắt đầu, pháp trận kết thành, xoay tròn. Nghịch sinh tử, trận thành. Một mảnh quang mang chiếu dọi khắp nơi trong giới, Hình ảnh cuối cùng mọi người đứng trước tấm bia đá trung tâm nhìn thấy trước khi rời đi chính là đồ thế lấy thân nuôi trận, nguyên anh tan vỡ, hoàn toàn biến mất. Bắt đầu từ khi nào, đồ thế cũng không nhớ rõ. Ông tiến vào Vạn Phật Tông, mỗi ngày đi theo các sư phụ tu thiền, học tập pháp trận. Ngày qua ngày, năm sang năm, nguyên vọng từ chỉ cần được ăn no, đến học giỏi pháp trận, lại đến làm Phật tử, mỗi một việc đều đã được ông thực hiện. Ông không nhớ rõ việc có người dị nghị ông không thích hợp làm Phật tử đã có từ trước hay là sau khi ông lên làm Phật tử mới có. Mấy người đó cảm thấy ông vô luận từ tính cách hay là ngoại hình đều không phù hợp để làm Phật tử. Nhưng ông không thèm để ý. Thậm chí sau đó ông còn đặt mục tiêu sẽ kế thừa vạn Phật tông trong tương lai. Đáng tiếc chỉ mới làm Phật tử được một năm thì ông đã rơi vào trong giới này. Rốt cuộc không ra được. Trong nháy mắt khi kim đan tan vỡ, ông đã cho rằng mình sẽ chết. Thế nhưng đồ thế không cam lòng, dãy rụa 200 năm, trùng tu kim đan, kết nguyên anh, nhập hóa thần, thậm chí còn đã tới được hợp thể kỳ. Có đôi khi đồ thế còn nghĩ, không bằng mình cứ dứt khoát ở trong này độ kiếp thành thần, trực tiếp phi thăng luôn thì cũng xem như gặp giữ hóa lành. Nhưng linh khí trong giới này một thưa thớt, ông lại một lần nữa đối mặt với khả năng bị biến mất. Cố tình lúc này lại có mấy tu sĩ trẻ tuổi cũng bị rơi vào đây, còn tìm ra được phương pháp có thể đi ra ngoài. Đồ Thế cảm thấy hẳn là Phật thần đang phù hộ cho bản thân, mang đến cho ông một đường sinh cơ, chỉ là niềm vui này còn chưa duy trì được bao lâu thì ông lại phát hiện pháp trận này là một tử trận, các tấm bia đá ở phía tây bị đứt gãy, sát khí tận trời. Nếu muốn nghịch truyền sinh tử trận, cần phải có một người lưu lại hấp dẫn sát khí. Đồ Thế không phải chưa từng phân vân ông xác thật cũng rất muốn ra ngoài nhìn xem bên ngoài đã thay đổi như thế nào. Bất quá! Đồ thế chắp tay trước ngực, chịu đựng thống khổ do thân thể bị xé rách, định trụ sát khí. Trước khi chết, thậm chí mặt ông còn mang ý cười, vạn Phật độ người, đồ thế ông không thẹn với danh xưng Phật tử. Sinh tử trận bị nghịch chuyển, mọi người có thể thoát khỏi vực sâu vô tận, hoang thành bí cảnh vô cớ sụp đổ đá tất cả tu sĩ bên trong ra ngoài. Đoàn người đứng sững ở bên ngoài, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Một vị tiền bối chỉ mới nhận thức không lâu, liền hy sinh thảm thiết như vậy trước mắt bọn họ, dù cho là ai cũng không có cách nào có thể tiếp thu. Diệp Tố cúi đầu nhìn bút ký đồ thế đưa cho nàng, đây có lẽ là chứng cứ duy nhất của tiền Phật tử chứng minh ông đã sống 200 năm. Hoang thành bí cảnh vậy mà lại sụp là do ai đó đã cầm đi chấn cảnh chi bảo sao? Ai a, à, ai mà lợi hại như vậy? Nhìn kìa, đó không phải là Ngũ Hành Tông Trình Hoài An và Liên Liên sao? Bên cạnh họ chính là mấy người đệ tử Ngô Kiếm phái, nhất định là hai tông môn này đã liên thủ lấy đi chấn cảnh chi bảo. Không biết chấn cảnh chi bảo của Hoang Thành bí cảnh là cái gì nhỉ, hẳn là thứ tốt. Tu sĩ bị đá ra ngoài tụ tập lại sôi nổi nghị luận. Chỉ có mấy người Diệp Tố biết, bọn họ cái gì cũng không lấy được, thậm chí vì để giúp bọn họ thoát đi, đồ thế tiền bối đã hy sinh chính mình. Ta phải tiến dai rồi. Liên liên đột nhiên nói. Trình Hoài An lập tức cáo từ mấy người còn lại, hai ngón tay vừa động liền thấy hai tờ truyền tống phù xoài ra, hắn ném hai lá phù xuống đất, hai người lập tức biến mất trước tầm mắt mọi người. Sư Huynh, Mã Tổng Thu nhìn thoáng qua truyền tin Ngọc Điệp, nói với từ trình ngọc chúng ta cũng nên trở về ngô kiếm phái để giành danh ngạch tham gia tông môn đại bỉ diệp tố vừa lúc cũng muốn đi xem các sư đệ sư muội nên tính toán về ngô kiếm phái cùng với bọn họ còn lữ cửu nàng cũng muốn tham gia tông môn đại bỉ bởi vì không môn không phái nên nàng chỉ có thể tham gia dưới danh nghĩa vô danh tông mà trước hết nàng phải giành được một tờ thông hành đơn đã mỗi phương chỉ có một số lượng danh ngạch nhất định tán tu cứ trực tiếp tham gia tuyển chọn, nếu thắng sẽ giành được thông hành đơn. Ta cũng đi đồ thủ thành. Lữ cửu nói, nàng là kiếm tu, tất nhiên nên đi tranh đoạt thông hành đơn với kiếm tu. Không có truyền tống quyển trục. Từ Trình Ngọc nói, chúng ta ngồi truyền tống trận để trở về. Sư Huynh, Chu Vân nhắc nhở, chúng ta đã không còn linh thạch. Trong giới, tất cả linh thạch của Mã Tổng Thu đã bị dùng sạch sẽ, hiện giờ linh lực trong linh phủ bọn họ cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nếu ngự kiếm cũng chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Nếu mọi người không ngại có thể chờ ta bán phù gom đủ phí truyền tống trận rồi hẳn đi. Diệp Tố lấy ra một sấp phù nói. Mã Tổng Thu có chút hoài nghi, Quy Tông Thành là thành của phù sư, phố lớn ngõ nhỏ ai cũng đều biết vẽ phù, phù của cô có thể bán được không? Cứ thử xem, Diệp Tố cẩn thận nghĩ nghĩ nói, nếu không được ta có thể bán rẻ. Nếu như vậy cũng không được thì phía bên Hoàng Nhị Tiền hẳn là vẫn còn dư chút linh thạch. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Tố, biệt danh vua sụp bí cảnh. Chương 64 Sát khí Hoàng Nhị Tiền không có tiền, thậm chí còn thiếu một đống nợ. Các người ở Hoàng Thành bí cảnh cũng bị cướp sao? Khuôn mặt Hoàng Nhị Tiền trên truyền tin Ngọc Điệp nhăn nhó cũng. Người bị cướp à? Diệp Tố kinh ngạc, từ trước đến nay không phải Hoàng Nghị Tiền tiến vào bí cảnh chỉ trăm trăm nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của, hét giá lên trời thôi sao? Đừng nhắc nữa, cô có nghe nói qua băng dương bí cảnh không? Ta đã đi vào đó. Hoàng Nghị Tiền vươn ngón tay ra đếm đếm, côn luân phái, ngô kiếm phái, vạn Phật Tông, hợp hoan Tông, còn có ngũ hành Tông cùng đan Tông, phàm là chỉ cần tông môn có chút danh tiếng đều phái đệ tử đi vào, còn chưa kể các môn phái nhỏ cùng với tán tu, cả cái bí cảnh chật ních. Diệp Tố gật đầu, cho nên ngươi vốn định vào đó đục nước béo cò, kết quả không kiếm được đồng nào còn bị đánh cướp. Hoàng nhị tiền đau khổ trầm mặc. Diệp Tố lại hỏi, ngươi bị ai đánh cướp? Hợp hoan tông, Hoàng nhị tiền nhắc tới chuyện này liền tức muốn xì khói bất quá chỉ là thuận tay mang ta một đoạn đường đi ra ngoài, vậy mà bọn họ nói ta quá xấu, phải nộp phí người xấu. Nếu không phải do quyền trục của ta bị yêu thú đoạt mất thì còn lâu ta mới cầu bọn họ. Quyền trục bị yêu thú đoạt mất. Diệp Tố như nhớ tới cái gì, nhíu mày hỏi, trong bí cảnh có yêu thú đã khai trí rồi sao? Ta cũng không biết, con súc sinh lông lá đó nhảy quá nhanh nên ta không thấy rõ. Hoàng Nghị Tiền đau lòng vút ngực, quyển trục đó chính là bảo bối gia truyền cuối cùng của Văn Đông tài liệu hành. Hắn lúc ấy quả thật xui tận mạng, bởi vì trong băng dương bí cảnh có rất nhiều bảo vật bí kíp nên hắn một bên vừa vội vã chào hàng buôn bán một bên cũng thuận tiện thu mua tài liệu tại chỗ nên tiền đem theo đã tiêu không còn bao nhiêu, nào biết sẽ đột nhiên gặp nạn, đang mới lấy ra quyển trục gia truyền chuẩn bị rời đi thì lại bị đoạt mắt. Hắn thiếu chút nữa không còn mạng mà ra tới, cuối cùng phải mặt dày mày dạn cầu đệ tử hợp hoan tông dẫn theo hắn thoát ra ngoài. Vì thế nên chút linh thạch còn sót lại trên người cũng vỗ cánh mà bay. Còn yêu thú đó có màu gì? To khoảng bao lớn? Diệp tố hỏi. Màu trắng cũng không lớn lắm, nó nhảy thoát một cái liền đoạt mất quyển trục của ta rồi. Hoàng nhị tiền nhắc tới nó thì hai mắt lại muốn nổi lửa, xúc sinh đó tính ra mắt nhìn đồ cũng không tồi. Diệp tố nhủ thầm, mắt sao có thể không tốt cho được, đó là Hồ Vương. Trong nguyên tác Hồ Vương tặng không ít bảo vật cho Ninh Thiền Giao, trong đó có một cái quyển trục vạn cảnh thông, đó chính là đạo cụ quan trọng giúp nàng ta tìm được đường sống trong chỗ chết không ít lần, nhưng trong sách lại không viết Hồ Vương từ đâu có được mấy thứ này. Mãi cho đến vừa rồi Diệp Tố mới nhớ ra quyển trục trong tay Hoàng Nhị Tiền có tác dụng y như đúc với quyển trục vạn cảnh thông. Thế nên là trong nguyên tắc quyển trục vạn cảnh thông cũng là do Hồ Vương đoạt từ trong tay Hoàng Nghị Tiền. Nếu nàng có thể luyện chế ra được một pháp khí giống quyển trục đó thì có lẽ đồ tiền bối đã không phải chết. Trong băng dương bí cảnh còn xảy ra chuyện gì thú vị không? Sẵn nhớ tới chuyện của tiểu sư muội và Hồ Vương nên Diệp Tố tiếp tục hỏi. Tính thời gian thì nàng ta hẳn là đã gặp lại côn luân phái lục trầm hàn rồi. Chuyện thú vị thì không có, nhưng chuyện lung tung rối loạn thì một đống. Hoàng nhị tiền tấm tắc cảm thán, cô không thấy mấy người côn luân phái đó đâu, một đám đi đường mang theo gió, pháp khí, phù chú hộ thân thật khiến người ta đỏ mắt. Ở trong bí cảnh, đệ tử ngô kiếm phái còn đánh nhau với đệ tử côn luân phái nhưng đệ tử dẫn đầu của ngô kiếm phái thực lực không quá cao, lại đụng phải lục trầm hàn nên thua có chút khó coi. Đối nghịch với nam chủ, rất ít người được bình an vô sự, Diệp Tố nhíu mày nói, ta có một giọt hàn tinh bùn, người giúp ta bán ra đi. Hoàng Nhị Tiền vừa nghe thì tức khắc liền trừng lớn đôi mắt, trà trà lỗ tai, cô nói là bùn gì? Hàn tinh bùn, Diệp Tố lặp lại một lần nữa. Bùn này ở trên thị trường có thể nói là vô giá, trong tay nàng cũng còn thừa không nhiều lắm, thiên cơ môn lại là tông môn luyện khí, vốn không nên lấy ra bán, nhưng nếu văn đông tài liệu hành đã gia nhập vào giới chướng thiên cơ môn thì cũng nên có được chút quả ngọt. Người có nhiều đường tiêu thụ, tìm cách lén bán đi. Diệp Tố chỉ nguyện ý lấy ra một giọt, này cũng đủ để luyện khí sư dùng trong luyện chế hoặc chữa trị tiểu pháp khí rồi, để một ít luyện khí sư biết văn đông tài liệu hành vẫn còn tồn tại. Hai tay hoàng nhị tiền thậm chí phát run, được, ta nhất định sẽ chuẩn bị cho việc này thật tốt vậy nếu không ta hiện tại liền đến chỗ cô đây chính là hàn tinh bùn tương truyền có thể chữa trị được thần khí hắn không yên tâm giao qua tay những người khác được mấy ngày tới chúng ta vẫn sẽ còn lưu lại quy tông thành diệp tố đồng ý hoàng nhị tiền chật lưỡi trong hoang thành bí cảnh vậy mà lại có hàn tinh bùn nếu để người khác biết được chắc chắn sẽ oang động khắp nơi lần sau hoang thành bí cảnh mở ra nhất định sẽ còn náo nhiệt hơn băng dương bí cảnh lần này nhiều người không biết à diệp tố nhàn nhạt nói hoang thành bí cảnh sụp rồi hoàng nhị tiên hắn khiếp sợ không thôi sau đó dường như nhớ tới cái gì cô vào bí cảnh nào là bí cảnh đó sụp vậy diệp tố cũng không đến mức như thế đóng lại truyền tiên ngọc điệp diệp tố đi ra khỏi phòng Ngày đó khi bọn họ trở về Quy Tông Thành, Diệp Tố lấy phù chú ra muốn bán nhưng cũng không bán được bao nhiêu. Nơi này phù tu quá nhiều, thường nói người cùng ngành nhìn nhau không vừa mắt. Đặc biệt là những người bán phù ở bên đường đều sẽ bị coi là loại phù tu kém cỏi nhất. Cuối cùng chỉ bán được 20 tờ cho một kiếm tu. Đây vẫn là vì Diệp Tố nhờ mấy người từ Trì Ngọc mặc đạo bào ngô kiếm phái đi đến giả bộ hỏi mua phù nên mới hấp dẫn được mấy kiếm tu trẻ tuổi nhưng bán không được bao lâu thì có các phù tu hảo tâm ở xung quanh nói với những kiếm tu định mua đừng để bị lừa các người có nghe nói qua đệ tử Ngô Kiếm Phái sẽ mua phù ở sạp bên đường bao giờ chưa bọn họ có mua cũng sẽ đến toàn điển hành mà mua đây là bọn hắn đang giả mạo đệ tử Ngô Kiếm Phái mà thôi ở quy tông thành nên bọn hắn mới dám làm như vậy ở đồ thủ thành mà làm vậy thử xem sợ là sớm bị chém không còn một mảnh rồi các kiếm tu ngẫm nghĩ cẩn thận, thấy lời này cũng có lý, cuối cùng nhóm kiếm tu vốn tụ lại như tổ ông thoát một cái tan hết. Diệp tố, nàng còn chưa kịp biểu diễn công dụng của phù chú. Cũng may trước đó bọn họ đã bán được một ít phù, đủ linh thạch để vào trọ trong khách điếm giá rẻ nhất, chỉ là trong phòng không có tụ linh trận. Loại tình huống này Diệp Tố cùng Lữ Cửu đều đã quen nhưng ba người từ Trình Ngọc lại không quá thích ứng, bọn họ ngồi trong phòng nhập định cả ngày nhưng cũng không nhập định ra cái gì. Chu Vân thậm chí còn định đem pháp khí hộ thân trên người đi cầm, gom đủ lộ phí về tông môn đã rồi quay lại chuộc sau, nhưng bị sư huynh ngăn cản. Bọn họ vừa cầm chỉ sợ là không bao lâu sau sẽ chuyển đến tai ngô kiếm phái. Từ Trình Ngọc cũng không muốn mọi người trong tông môn lo lắng, bọn họ cũng không có bị thương, vẫn khỏe mạnh, không cần kinh động mọi người. Diệp Tố đứng trước cửa phòng du phục thời, gõ gõ cửa, không ai trả lời nên nàng trực tiếp đẩy cửa bước vào. Quả nhiên tiểu sư đệ đang lười nhác nằm nghiêng trên giường, đầu tóc đen mượt xỏa lung tung ở trên mặt, sau lưng. Xuân díp mắt, hạ buồn ngủ, thu mệt, đông ngủ vùi. Diệp Tố đứng ở mép giường hỏi, tiểu sư đệ, có lúc nào đệ không ngủ được không? Du phục thời không để ý nàng, này cũng bình thường. Diệp Tố cũng quen rồi, nhưng không biết vì sao nàng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nàng nhíu nhíu mày, tiến lên một bước, duỗi tay vén gọn đầu tóc tán loạn của hắn thì liền nhìn thấy khuôn mặt tiểu sư đệ tái nhợt, thái dương mướt mồ hôi, bộ dáng rất không thoải mái. Du phục thời, Diệp Tố đặt tay lên chán tiểu sư đệ, quả nhiên nóng hổi. Sau khi ra khỏi bí cảnh hắn phá lệ an tĩnh, đi theo phía sau không nói lời nào, ngay cả đối với địa điểm dừng chân cũng không bắt bẻ gì. Diệp Tố hồi tưởng lại tình hình hôm trước, ngày đó sau khi ra khỏi bí cảnh hắn vẫn luôn trầm mặc an tĩnh, không giống với ngày thường tuy rằng không lên tiếng nhưng vẫn khiến người khác chú ý. Ta đi tìm y. Diệp Tố vốn dĩ định nói đi tìm y tu, nhưng sực nhớ là thân phận của tiểu sư đệ không rõ ràng, để người khác tiếp xúc gần không tốt, ta đi tìm Từ Trình học, xem hắn có đan dược gì không nàng vội vàng xoay người bước ra khỏi phòng không phát hiện trên mặt du phục thời lúc này ẩn ẩn hiện ra vải đen cửa phòng vừa đóng lại thì du phục thời cũng vừa mở mắt ra trong mắt của hắn lúc này lấp lánh ánh tím chứa đầy hàn ý hắn chậm rãi ngồi dậy mở ra lòng bàn tay một cổ sát khí đen đang lay động dữ dội như muốn thoát đi sát khí của những bia đá phía tây tuy nồng đậm nhưng phần lớn đã bị đồ thế dẫn đi Thế nên Trình Hoài An cùng liên liên không chịu phải bất kỳ công kích nào, tuy nhiên khi diệp tố vẽ phù văn thì lại bị sát khí ẩn giấu trong bi đá trung tâm tấn công. Nàng cho rằng bản thân không có việc gì vì sau khi bọn họ ra ngoài, hoang thành bí cảnh sụp đổ nên sát khí cũng vì thế mà biến mất. Nhưng thực ra nàng không biết rằng những sát khí đó bị du phục thời chuyển lên người hắn. Phàm nhân này nếu chết đi sẽ không ai tiếp tục tiến dai cho vụ sát hoa của hắn nữa khác với bộ dáng lười nhác hàng ngày, lúc này du phục thời như sứ giả luyện mục, hắn phảng phất như trời sinh khắc những thứ này, các ngón tay với khớp xương rõ ràng từ từ nắm lại, cổ sát khí đen trong lòng bàn tay hắn liền điên cuồng dãy rùa nhưng cuối cùng khi du phục thời hoàn toàn nắm bàn tay lại, cổ sát khí đen này cũng không có bất luận sức phản kháng gì nữa, cứ thế sờ sờ bị bóp nát. Từ huynh, Diệp Tố tìm từ Trinh Ngọc hỏi hắn có thể cho nàng mượn đan dược hay không cô muốn đan dược chị ngoại thương hay chị linh phủ từ trình ngọc nhìn nhìn diệp tố sau đó dứt khoát đưa cả hai loại đan dược cho nàng là thân thể du công tử không khỏe hay sao diệp tố gật đầu có khả năng là bị thương khi ở trong giới có cần mời y tu hay không từ trình ngọc hỏi tạm thời không cần chúng ta cũng không có đủ linh thạch để mời Diệp Tố dơ lên hai bình đan dược, đa tạ. Diệp Tố vội vàng chạy trở về, vừa đẩy cửa ra lại thấy Du Phục Thời đang nằm nghiêng trên giường, một tay chống chán, tay còn lại đang khải khải vụ sát hoa đặt trên giường. Đệ không sao à? Diệp Tố nhất thời không biết nên có biểu tình thế nào. Du Phục Thời dương mắt nhìn nàng, khó hiểu, cái gì? Không có việc gì là tốt rồi. Diệp Tố thu hồi hai bình đan dược vào túi cản khôn. Yêu đều lật mặt nhanh như vậy à? Vừa rồi còn một bộ trọng thương sắp chết đến nơi, nàng chỉ chạy đi mượn đan dược một chuyến trở lại thì đột nhiên khỏe mạnh lại rồi. Tuy rất cạn lời với tiểu sư đệ nhưng đại sư tỷ vẫn làm tròn trách nhiệm, cuối người giơ tay muốn chạm vào chán của hắn, muốn xem hắn đã thật đỡ hơn chưa. Dù phục thời nghiêng đầu né tránh tay của Diệp, bộ dáng rất không tình nguyện để nàng chạm vào tay diệp tố ngừng giữa không trung tầm mắt dừng trên thái dương của hắn vết ẩm ướt lúc nãy đã biến mất vô tung vô ảnh nàng khoanh tay đứng thẳng người dậy đang định đi thì bỗng nhiên lại cúi người ngửi ngửi trên người tiểu sư đệ hai ngày nay đệ không tắm rửa sao nàng tự hồ ngửi được hơi thở của giới đó du phục thời nhướng cao lông mày cực kỳ không vui giơ tay đẩy khuôn mặt của diệp tố ra đi ra ngoài. Chưa từng có phút giây nào hắn cảm thấy phàm nhân này đáng ghét như lúc này. Nàng mới không tắm rửa ấy. Diệp Tố nghe lời thối lui về sau, nếu không có việc gì thì nhớ phải chăm chỉ luyện chữ. Dù phục thời che hai tay của mình lại, quay người đưa lưng về phàm nhân này. Hắn không nghe thấy gì hết. Nhớ đấy, đừng quên. Diệp Tố đi ra ngoài, thuận tiện giúp hắn đóng lại cửa phòng đi không được vài bước, Diệp Tố liền ngừng lại, nàng nhìn về gian phòng của du phục thời suy tư gì đó, nàng chưa bao giờ hoài nghi cảm quan của bản thân. Trên người tiểu sư đệ xác thật có cổ hơi thở quen thuộc trong giới, chỉ là không biết hắn đã làm cái gì. Diệp Tố chỉ cảm thấy từ sau khi du phục thời xuất hiện, tất cả mọi chuyện liên quan đến hắn đều như là một đám sương mù, nhìn không rõ, mà tất nhiên phải trừ ra những hành sáu lười biếng liếc mắt một cái liền hiểu của hắn. Băng Dương Bí Cảnh và Hoang Thành Bí Cảnh lần lượt kết thúc làm dậy lên một hồi thảo luận sôi nổi trong tu chân giới. Việc Băng Dương Bí Cảnh đóng lại trước thời hạn khiến mọi người bàn tán khắp nơi, tuy nhiên cuối cùng nó cũng không bạo bằng tin tức Hoang Thành Bí Cảnh sụp mất. Các đại tông môn đều thảo luận về nguyên nhân khiến bí cảnh bị sụp, thậm chí những người tin tức linh thông liền biết được lúc ấy trong bí cảnh có đại đệ tử Ngô Kiếm phái, thậm chí thân truyền đệ tử Ngũ Hành Tông cũng có mặt tất cả mọi người đều suy đoán, có phải một trong hai tông phái đã tìm ra được chấn cảnh chi bảo của hoang thành bí cảnh hay không? chương 65 Thiên đạo chúc nguyện Lần này ngô kiếm phái từ Trình Ngọc, Chu Vân cùng với Mã Tổng Thu đều không xuất hiện ở băng dương bí cảnh, nghe nói là đi hoang thành bí cảnh. Hoang thành bí cảnh, không phải là bí cảnh đã sụp. Chẳng lẽ bọn họ lấy được chấn cảnh chi bảo? Không thể nào đâu, từ trình ngọc đó đâu lợi hại đến thế. Nhưng ta nghe nói hắn cũng đã là nguyên anh kỳ, lần tông môn đại bỉ này hắn có thể là một đối thủ mạnh của chúng ta đấy. Nguyên anh kỳ thì thế nào, ngươi cảm thấy có nguyên anh kỳ nào đánh thắng được lục sư huynh của chúng ta sao? Lục sư huynh, một người bên cạnh hô lên. Đúng không? Người nói chuyện lúc nãy còn đang muốn nói tiếp nhưng đột nhiên lại thấy thần sắc của những người khác có gì đó không đúng, Rốt cuộc chậm nửa nhịp quay đầu nhìn lại thì thấy Lục Trầm Hàn mặc bạch y từ phía sau đi tới. Thân hình hắn thon dài cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, mắt tựa hàn đầm, chỉ lãnh đạm để lại một câu, "Ở Côn Luân, bên ngoài điện phải giữ im lặng." Sáu người nghe vậy toàn bộ cuống quýt quỳ xuống, thỉnh sư huynh trách phạt. Lục Trầm Hàn không phản ứng bọn họ, vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, một sư huynh khác đi ở phía sau hắn liếc nhìn mấy người này một cái tự mình đến hình đường lãnh phạt đi. Sáu người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu bị lục sư huynh mang đi hình đường, để các trường lão biết được, thì bọn họ cũng không cần ở côn luân nữa. Chờ sau khi hai người lục trầm hàn rời đi, mấy người này cũng không dám nói gì nữa mà vội vàng chạy đến hình đường chịu phạt. Chờ một màn này kết thúc, từ trong đại điện côn luân có hai người bước ra, một già một trẻ nam nhân trẻ tuổi nhìn theo phương hướng lục trầm hàn rời đi cười lạnh ánh mắt thâm trầm hắn không những không chết mà còn kiêu ngạo như vậy lần này hắn lấy được không ít thứ tốt trong băng dương bí cảnh người lớn tuổi hơn nói còn mang một tiểu cô nương về côn luân con tìm cơ hội hỏi thăm thử xem cô nương lục trầm hàn hắn vậy mà cũng coi trọng một cô nương à nam nhân tuổi trẻ nổi lên hứng thú vậy ta đây phải chiêu đãi cho thật tốt rồi ở Quy Tông Thành bên này, Hoàng Nhị Tiền đã chạy tới, nhận từ trong tay Diệp Tố một giọt hàn tinh bùn. Mấy sư đệ sư muội của cô cũng có gửi pháp khí sang để bán, bọn họ nói tiền bán được cứ giao hết cho cô, trên đường đến đây ta đã bán xong hết. Hắn lấy ra một túi linh thạch nhỏ từ túi cản khôn đưa cho Diệp Tố, lại lấy ra thêm mấy món tài liệu nữa, còn đây là những tài liệu cô đã dặn. Dùng tên Mộc Kỳ Diệp Tố nhận lấy túi linh thạch hỏi. Đúng vậy, Mộc Kỳ. Hoàng Nhị Tiền gật đầu, giờ ngón cái lên, tuy rằng cấp bậc của pháp khí không cao, nhưng những pháp khí mà sư đệ sư muội cô luyện chế phẩm chất xác thực là đứng đầu so với những luyện khí sư cùng cảnh giới. Dạo gần đây khắp nơi trong tu chân giới đều kháo nhau rằng Mộc Kỳ Đại Sư xuất đạo là để làm từ thiện nên mới chuyên luyện chế những pháp khí cấp bậc không cao cho các tu sĩ đang trên con đường nâng cao cảnh giới có thể dùng được. Diệp Tố không ngại ngần một châm thấy máu, này đồn đãi là ngươi thả ra đúng không? Hoàng nhị tiền khụ một tiếng, đó còn không phải là vì giúp nâng cao độ nổi tiếng của chúng ta sao? Hiện giờ hai thiên tài luyện khí của Trảm Kim Tông đều đã tới cảnh giới Kim Đan hậu kỳ, pháp khí làm ra còn trực tiếp chèn ép cả luyện khí sư Nguyên Anh kỳ, nhảy lên nhóm 50 vị trí đầu của Bách Thanh bảng rồi, mà thường luyện khí sư nào lên được đó rồi sẽ ít rớt xuống lắm. Diệp Tố nghe vậy nhíu mày, kia hai người quả nhiên đang che giấu thực lực, nàng hỏi, toàn gia anh thì sao? Toàn gia anh, Hoàng Nhị Tiền nỗ lực hồi tưởng, rốt cuộc cũng nhớ ra, là người phá nguyên môn đúng không? Thăng hạng cũng rất nhanh, lên được vị trí 99, đáng tiếng có Châu Ngọc nằm ở trên nên so ra hắn vẫn còn hơi kém một chút. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, toàn gia anh tiến bộ như thế thực sự đã rất nhanh rồi nhưng thứ hạng vẫn như cũ thua hai người chạm kim tông cũng không biết hắn cảm thấy thế nào cô thì chừng nào sẽ tham gia bách thanh bảng hoàng nhị tiền tò mò hỏi hắn cảm thấy xếp hạng của diệp tố nhất định sẽ không thấp chờ hai năm nữa diệp tố hơi mỉm cười đợi tham gia xong tông môn đại bỉ đã hoàng nhị tiền cô định tham gia thật à kỳ thật năm rồi phù tu cũng không lấy được thứ hạng cao lắm mười người đứng đầu thì có sáu bảy người là kiếm tu rồi còn lại thì không là phật tông cũng là hợp hoan tông phù tu có thể chiếm một vị trí là đã ghê gớm lắm rồi cứ phải thử rồi mới biết được diệp tố nhướng mày lỡ như có thể giành được một vị trí thì cũng đã không lỗ rồi đang lúc nói chuyện du phục thời từ bên ngoài tiến vào hắn lười nhác ngồi xuống bên cạnh diệp tố không nói lời nào mà lấy ra từ tay áo một chồng giấy viết đầy chữ chi chít đẩy qua trước mặt nàng Hoàng nhị tiền nhìn hắn, lặng lẽ ngậm cái miệng đang há hốc lại, vị này tướng mạo thật là, lóa mắt, bất luận hắn nhìn bao nhiêu lần đi nữa vẫn cảm thấy thật kinh diễm. Vậy ta đi trước đây, Hoàng nhị tiền nói, về sau ta không thể tùy ý đi bí cảnh được nữa nên khả năng cao sẽ luôn ở trong tài liệu hành, có vấn đề gì ta sẽ liên lạc với cô. Lời này của hắn tuy nghe qua thật bình tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt lại có một tia ai ý không giấu được, Quyền trục chính là thứ có giá trị nhất còn sót lại của Văn Đông tài liệu hành, đại biểu cho một quá khứ thịnh vượng huy hoàng. Khi Hoàng Nghị Tiền xoay người sắp rời khỏi thì Diệp Tố đột nhiên lên tiếng, "Quyền trục, về sau có có hội sẽ tìm về giúp ngươi." Đa tạ. Hoàng Nghị Tiền cảm thấy được an ủi nhưng hắn biết khó mà thành hiện thực. Dù sao ngay cả hắn cũng thấy không rõ xúc sinh đó trông như thế nào. "Đúng rồi, mấy ngày tới ta vẫn sẽ ở Quy Tông thành." Nếu pháp khí kia của cô Tiến dai xong thì cứ báo ta, ta giúp cô bán. Hắn để lại một cái địa chỉ. Diệp Tố nhìn hắn rời đi, sau đó thu hồi tầm mắt, lật lật trồng giấy trên bàn, luyện hết bao nhiêu trang giấy. 100. Dù phục thời lười biếng đáp. Chữ trên giấy tuy rằng đã thuần thục hơn trước không ít nhưng vẫn nghiêng ngả không đứng đắn. Diệp Tố lấy bút sửa mấy chữ hắn đã viết sai, sau đó nói lần sau viết lại mấy chữ này. Dù phục thời không nói lời nào, nằm dài lên bàn, chơi chơi chén trà, hắn bốc một nhúng trà thô đưa lên mũi người người sau đó liền ghét bỏ ném sang một bên. Diệp Tố mở túi linh thạch trên bàn ra, phát hiện bên trong đều là trung phẩm linh thạch, trong đó còn có mấy khối thượng phẩm linh thạch, với cảnh giới chỉ mới trúc cơ của sư đệ sư muội, này hiển nhiên là do Hoàng Nhị Tiền tự mình thêm vào nàng lựa ra mấy khối thượng phẩm linh thạch, tùy tay bỏ vào bàn tay du phục thời bên cạnh. Du phục thời rũ mắt nhìn thượng phẩm linh thạch trong tay mình, sau đó lại dương mắt nhìn về phía phạm nhân, có chút khó hiểu. Đệ cầm lấy dùng để tu luyện. Diệp tố tính tính số linh thạch còn lại, định chút nữa sẽ đưa cho mấy người từ trình ngọc, về sau nếu có yêu đan sẽ lại cho đệ. Nàng vẫn còn nhớ rõ như in bộ dáng du phục thời ngày đó mặt mũi tái nhợt, Tuy rằng không bao lâu sau đã tốt lên nhưng tóm lại chắc chắn đã có vấn đề gì đó. Chỉ với vài khối thượng phẩm linh thạch này hẳn là cũng giải quyết không được cái gì nhưng có ít so với không có gì vẫn tốt hơn. Lúc này thì tiểu sư đệ lại nghe thấy được, hắn nắm linh thạch, chỉ trong một nháy mắt mấy khối thượng phẩm linh thạch đã bị hấp thu sạch sẽ, sau đó hắn mở tay ra, hết rồi. Diệp Tố cũng xòe tay, ta cũng hết rồi. Nàng đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Du phục thời cũng liền đứng lên đi theo. Hai người một trước một sau bước ra cửa, du phục thời chậm rãi dẫm lên cái bóng của nàng dưới đất, tự hồ làm vậy rất thú vị. Diệp Tố đi ra sau hậu viện, từ Trình Ngọc đang đọ kiếm chiêu với Lữ Cửu, nhìn thấy nàng đến thì Chu Vân liền tiến tới hỏi có chuyện gì sao. Ở đây ta có chút linh thạch, đủ cho bốn người đi truyền tống trận. Diệp Tố lấy túi linh thạch ra, hai ngày nữa ta cũng định bán thêm một kiện pháp khí. Nguyệt Nha Sản, nàng muốn bán chính là kiện pháp khí này. Nàng đã đưa ra của bát mục cầu lúc trước gặp phải trong hoang thành bí cảnh cho Hoàng Nhị Tiền, đổi lấy một số tài liệu, chuẩn bị thêm những thứ này vào trong Nguyệt Nha Sản, hoàn thành việc luyện chế lúc trước còn giang dở. Hiện tại cảnh giới của nàng đã tăng lên kim đan, nhất định sẽ có thể làm tốt hơn. Tốt quá rồi, Chu Vân nhận lấy, đợi lát nữa ta đưa cho sư huynh. Lúc này Mã Tổng Thu không biết vừa đi đâu trở về, nhìn thấy bọn họ liền lập tức chạy tới nói, liên liên đang kết anh, động tĩnh lớn đến nỗi oanh động ngũ hành tông mấy ngày nay. Chu Vân đầy mặt phức tạp, hy vọng nàng ấy có thể kết anh thành công, về sau nghiêm túc tu đạo. Vừa rồi ta ở trên đường nghe được không ít người nói. Mã Tổng Thu nói tiếp, nói là nàng hẳn là đã ăn không ít đan dược nên mới có thể kết anh. Lúc ở trong bí cảnh nàng đã ngộ đạo vài lần, sao lại nói là dựa vào đan dược? Chu Vân không vui, mấy người đó có tận mắt nhìn thấy sao? Mã Tòng thu liếc mắt nhìn Chu Vân một cái, thật cẩn thận nói, "Sư muội, trước kia muội cũng nói nàng ấy cắn đan dược mà." Đó là vì chính mắt muội nhìn thấy. Chu Vân nhớ lại sự việc năm ấy, sắc mặt càng thêm khó coi tông chủ ngũ hành tông lấy ra rượu linh đan cho nàng ấy trực tiếp tiến giai mà không cần tu luyện gì hết. Lúc ấy Chu Vân tận mắt thấy liên liên ăn xuống đan dược nên mới nhịn không được mà buông lời chào phúng, nói nàng ấy vô dụng, phải dựa vào linh đan mới có thể tiến giai. Rượu linh đan giúp tăng cảnh giới xác thật rất tốt, thượng phẩm rượu linh đan thì càng bị tu sĩ khắp nơi tranh nhau đến sứt đầu mẻ chán, nhưng những đại tông môn có chú ý sẽ không cho phép dùng bởi vì một khi đã dùng thì tương lai đại đạo sẽ có ảnh hưởng. Rõ ràng nhất đó chính là cảnh giới sẽ bị đình trệ ở hợp thể kỳ, không thì dễ phát sinh tâm ma. Rồi, rồi, được rồi. Mã Tổng thu câm miệng không dám nói nữa. Chu Vân lại không nhịn được nói tiếp, lời đồn thật là không thể tin được mà, còn nói gì mà tụi muội tích lục trầm hàn gì đó, không phải chỉ là nhìn hắn vài lần thôi sao. Mã Tổng thu muốn nói mà không dám nói, sư muội trước kia còn không phải thích lục trầm hàn sao chẳng qua là sau này di tình biệt luyến mà thôi nghĩ vậy hắn lại nhìn thoáng qua du phục thời đang đứng cạnh diệp tố đại sư huynh đúng là nói không sai đệ tử thiên cơ môn thật là một đám diện mạo phi phàm chu vân dối dám hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định nói với từ trình ngọc một tiếng chạy đến ngũ hành tông xem tình hình thế nào diệp tố một lần nữa lên lầu bắt đầu xuống tay luyện chế nguyệt nha sạn lần thứ hai. Nếu muốn đem đi bán thì tất nhiên phải cho pháp khí có chỗ đặc biệt hơn người. Nguyệt nha sạn bản thân nó đã là một pháp khí có phẩm hình hoàn thiện. Nhiều hơn hoặc ít hơn bộ phận nào cũng đều sẽ phá vỡ thế cân bằng. Cho nên Diệp Tố quyết định trước tiên tăng lên phẩm chất của tài liệu. Cuối cùng sẽ khắc thêm phù văn. Huyễn âm phù Mỗi vòng tròn của đầu hình lưỡi dìu của Nguyệt Nha Sạn đều được Diệp Tố khắc lên huyện âm phù, Nâng cao khả năng mê huyễn địch nhân của Nguyệt Nha Sản, trong lúc đánh nhau, vòng tròn lay động, người sở hữu pháp khí có thể tấn công tâm trí của đối phương. Phù này không dễ vẽ, kết cấu phức tạp lại dày đặc, nàng còn muốn khắc nó lên một vòng tròn mảnh nên linh lực cần phải khống chế sao cho cực kỳ tinh tế. Diệp Tố cầm bút thanh ngọc nạm vàng vẽ trên giấy vài lần sau đó mới dám bắt đầu chậm rãi khắc huyễn âm phù lên hai vòng tròn khi khắc phù nàng không dám phân thần ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi không ít từng nét từng nét một được nàng khắc ra nhưng sau khi khắc xong cho hai vòng tròn diệp tố bỗng nhiên lại muốn khắc thêm độn địa phù lên cán của nguyệt nha sạn cũng không có dụng ý gì đặc biệt chỉ là nàng muốn cho chủ nhân của nguyệt nha sạn nhiều thêm một phương án thoát thân mà thôi cán đều đã được thêm phù chú nhưng mà nguyệt nha sạn còn có hai đầu một đầu hình trăng rằm một đầu hình lưỡi diều nếu không thêm chút đồ gì đó thì tự hồ có chút trống trải. Diệp Tố tiếp tục cho thêm phù chú, kim cương phù rồi tật tốc phù đều được nàng khắc lên hai đầu. Đến cuối cùng, toàn bộ nguyệt nha sản chỉ cần là chỗ trống đều bị nàng họa đầy phù văn, quỷ dị lại phức tạp. Một kiện phù sạn cứ vậy ra đời. Khi Pháp khi được luyện thành, đột nhiên có một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, xuyên qua nóc nhà, chiếu rọi trên nguyệt nha sạn, đạo kim quang ẩn ẩn phát ra năm màu, động tĩnh không nhỏ khiến cho mấy người từ trình ngọc ở cách vách cũng đều phát hiện dị thường mà chạy qua. Diệp Tố hơi nhướng mày, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng người cũng không nhúc nhích, mãi cho đến khi kim quang dần dần biến mất, lúc này nàng mới rỗi tay cầm lên nguyệt nha sạn, xúc cảm khi chạm vào ấm áp ôn nhuận, trên đầu trăng rằm xuất hiện một chuỗi hoa văn đặc thù, trông giống như là bông tuyết đây là dấu vết thiên đạo trúc nguyện đã lưu lại khi diệp tố cầm nguyệt nha sản bước ra khỏi phòng vài người đứng ngoài cửa ngay lập tức đều ngoái đầu lại nhìn ta còn cho rằng cô lại đột phá từ trình ngọc đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt mới phát hiện cảnh giới của diệp tố không có thay đổi là pháp khí diệp tố cười cười khi luyện chế pháp khí hoàn thành ngẫu nhiên sẽ có xuất hiện kim quang trong giới luyện khí sư gọi là thiên đạo trúc nguyện Thiên đạo chúc nguyện. Ta nhớ rõ nhiều năm về trước trên Bách Thanh bảng có một kiện pháp khí do một luyện khí sư trúc cơ luyện ra, nhìn qua rất bình thường nhưng bởi vì có thiên đạo chúc nguyện nên trực tiếp được bình chọn vào trong 100 vị trí đầu tiên. Mã tổng thu kích động nói, về sau luyện khí sư đó đã trở thành tông chủ Trảm Kim tông đấy. Pháp khí tốt như vậy muốn bán đi sao? Từ Trình Ngọc có chút đáng tiếc hỏi. Diệp Tố gật đầu, một kiện pháp khí mà thôi tuy nhiên có được thiên đạo trúc nguyện có lẽ có thể bán được giá tốt hơn. Ban đêm, Diệp Tố cầm lấy nguyệt nha sản đã được nhận lễ rửa tội thiên đạo trúc nguyện đi tìm Hoàng Nghị Tiền. Phiền ngươi hỗ trợ bán ra. Diệp Tố nói. Có gì mà phiền hay không phiền chứ? Hoàng Nghị Tiền cầm pháp khí trong tay đánh giá, hoa văn ở trên này, đều là phù chú sao? Diệp Tố nói qua một lần tác dụng của mỗi loại phù chú hoàng nhị tiền trợn mắt há mồm nhiều công dụng như vậy có thể dùng ra được hết không người cứ xem rồi bán là được đây cũng là do trong lúc luyện khí diệp tố hứng lên nên mới làm ra bộ dáng như hiện tại được được hoàng nhị tiền vỗ ngực nói yên tâm này dễ bán thôi pháp khí thế này một ít tu sĩ coi tiền như rác nhất định sẽ rất thích hoàng nhị tiền sau đó nhìn thấy trên đầu trăng rằm có dấu vết đặc thù thì không khỏi cười nói Cô còn đặc biệt làm ra dấu giống như bị Thiên Đạo Trúc Nguyện đánh dấu nữa à? Có không ít luyện khí sư tích phòng theo dấu vết mà Thiên Đạo Trúc Nguyện lưu lại, sau đó to gan bảo là pháp khí do bản thân luyện chế được Thiên Đạo Trúc Nguyện đánh dấu, nhưng trên thực tế chỉ cần thử một lần là biết ngay. Nếu pháp khi thật sự được Thiên Đạo Trúc Nguyện thì khi sử dụng hiệu quả sẽ tăng gấp đôi, người sử dụng cũng sẽ thấy một cổ xúc cảm ấm áp dễ chịu bất quá pháp khí được thiên đạo chúc nguyện quá ít, điều kiện để đạt được cũng không rõ ràng. Thế nên mới có nhiều người thích mô phỏng dấu vết của thiên đạo chúc nguyện, dựa vào đó để trục lợi. Diệp Tố gật gật đầu, ừ, bị thiên đạo chúc nguyện đánh dấu đó, ra giá khởi điểm có thể cao một chút. Hoàng Nghị Tiền vốn đang vuốt ve Nguyệt Nha sạn nghe thế thân thể liền cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, thật sự được thiên đạo chúc nguyện sao? Thật sự! Diệp Tố nhìn hắn, người có thể thử xem. Hoàng nhị tiền đột nhiên sông lên lắc lắc vai Diệp Tố, thật là thiên đạo chúc nguyện ư? Sao cô còn có thể bình tĩnh như vậy?